Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Tiệc sinh nhật tuổi 31 hoành tráng của Lý Bình, Mới đây trên trang cá nhân phụ Minh, Phương Trinh Choly tự tin khoe dáng nuột na để mừng sinh nhật Lý Bình. Đội diễn viên không ngại viết những lời yêu thương, mừng chồng yêu Lý Bình bước sang tuổi mới. Một hành trình mới, luôn ủng hộ chồng trong mọi việc chồng thích và đam mê. Tuy nhiên Phương Trinh Charlie lại bị chỉ trích vì cách ăn mặc không phù hợp. Nữ diễn viên gây tranh cãi vì cách ăn diện điểm thu hút mọi người không phải là nụ hôn tình tứ của phương trinh cho ly dành cho ông xã mà chính là trang phục cô mặc trong bữa tiệc cụ thể cô nàng đã không ngần ngại diện một bộ bikini bé tẹo khoe trọn thân hình nuột na đáng nói bộ trang phục này dường như đối lập với người xung quanh và không phù hợp với không khí của một bữa tiệc sinh nhật ngay lập tức sự phô phan của phương trinh cho ly đã nhận về không ít gạch đá từ cư dân mạng một số người bình luận hết đồ mặt hả ăn mặc phản cảm quá thiếu gì bộ bikini đẹp mà vẫn gợi cảm nếu có cái tấm khăn lưới mỏng buộc phần dưới nhìn quyến rũ hơn, vẫn giữ được sự thanh lịch và tinh tế. Tuy nhiên có người lại cho rằng không có người đàn ông nào thật sự yêu vợ mà để vợ ăn mặc thiếu vải như vậy ở nơi đông người cả trách nữ diễn viên một thì trách ông xã lý bình 10 bởi anh không biết góp ý cho vợ ái nữ phương trinh cho ly thân thiết lý bình không khái niệm con riêng mới đây trên trang cá nhân được bố mẹ tạo nên mia thoải mái đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh gia đình thân thương cả gia đình đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng nhau nhân dịp sinh nhật bố lý bình trong những hình ảnh cập nhật có thể thấy dù mới 9 tuổi nhưng mia đã thanh thoát và cao ráo khi đội dáng cùng mẹ đứng chụp ảnh cạnh người mẹ nổi tiếng nhấp tì không cách biệt chiều cao quá lớn vì thế chắc chắn phương trinh cho rất tự hào về sự trưởng thành và vượt trội của con. Đặc biệt, nhóc tỳ là con riêng của Phương Trinh Charlie nhưng vẫn luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm chu đáo từ gia đình Lý Bình. Từ nam diễn viên đến mẹ đều tỏ ra rất thích và chiều chuộng Mia. Thiên thần nhí cũng được xem như có phúc phần khi dù mẹ có gia đình mới nhưng luôn đặt cô bé ở ưu tiên hàng đầu. Mới 9 tuổi, Mia đã sở hữu chiều cao nổi bật Mia được mẹ của Lý Bình yêu thương hết mực. Trong tiệc sinh nhật của bố Lý Bình, Mia còn dành tặng nam diễn viên tình cảm yêu thương và thân thiết nhất khi lúc nào cũng xưng hô gần gũi. Nhóc tỳ còn dí dỏm trêu đùa bố, chứng minh mối quan hệ không khác gì ruột thịt mà ai nấy đều ngưỡng một. Cụ thể, con chúc ba Lý Bình sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc bên cạnh con và mẹ Phương Trinh cho Ly. Con tặng quà cho bà rồi. Còn quà mọi người tặng ba thì để con giữ giúp. Mừng sinh nhật bên con gái Mia và được bé hôn má. Hai bố con thân thiết hay chơi đùa cùng nhau. May mắn được sinh ra trong gia đình có điều kiện, Mia thường xuyên được sử dụng dịch vụ tốt nhất trong mọi chuyến du lịch. Hơn thế cô bé cũng có nhiều lần diện đồ đôi đắt tiền cùng mẹ, được bố mẹ yêu thương và đầu tư ngay khi còn bé, nên Mia trông rất sành điệu và xinh xắn. Bạn nghĩ gì về tình thương mến yêu của gia đình Phương Trinh Charlie dành cho con gái? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo